nó đi đường khác mất rồi. Nó lại mò xuống nhà mình bằng đường khác. Tức là nhà mình còn đường này với đường kia nữa. Đường kia thì nó sáng hơn. Ở đằng kia nhiều nhà người ta mắc đèn đường nhiều hơn nên nó đi đằng đấy mất rồi. Thất bại kế hoạch A rồi. Giờ chuyển sang kế hoạch B. Bây giờ sẽ về nhà mình. À đúng rồi. Về nhà mình kiểu gì nó sẽ vào nhà xong rồi mình sẽ chôn nó ở đấy. Ngắt cầu dao. Ui. Ok đấy. Đi về đây để vượng đi. Đi. Này khôn chết rồi. Đâu? Đường dưới kia nó nhiều điện, đường nó sáng hơn. Đường đằng này nó tối. Mẹ rồi.
Thế nào ấy? Ma ở đây đây. Điền làm gì có ma? Ma mà. Nhà tao lấy đâu ra ma? Không.